kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình được phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần. Ngay bây giờ là những thông tin mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn. Hà Tố Ly, nữ cán bộ trẻ tâm huyết với công tác hội. Những loại thực phẩm giữ ấm cơ thể và tăng cường miễn dịch trong mùa đông lạnh sẽ đến với quý vị và các bạn trong mục Kiến thức gia đình. Ngay bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, nhắc tới chị Hà Tố Ly, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vi Hải, huyện Quảng Hòa, mọi người đều ấn tượng với hình ảnh của người cán bộ hội tuổi đời tuy còn trẻ, nhưng luôn tâm huyết, nhiệt tình với công tác hội. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chị Ly được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và chị em hội viên trong xã tuyên dương, khen thưởng vì những đóng góp cho phong trào và công tác hội phụ nữ địa phương. Mỗi lần đi công tác trong bản, thấy bà con, các em nhỏ thiếu áo ấm mặc đến trường, thiếu đồ dùng học tập, chị Hà Tố Ly luôn trăn trở để làm sao các em có thêm áo ấm trong những ngày đông lạnh giá. Chị Ly đã xin ý kiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đồng thời đề xuất với Thường trực Đảng ủy, chính quyền địa phương thực hiện chương trình Đông ấm vùng cao. Với sự vận động ủng hộ của các nhà hảo tâm và đoàn thể địa phương đã hỗ trợ được 98 hộ gia đình và 189 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với số tiền trên 100 triệu đồng. Tiếp đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thực hiện chương trình Tết ấm, trao tặng 22 suất quà và chăn ấm cho các hộ nghèo với số tiền 20 triệu đồng. Cùng với đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, công tác hậu phương quân đội được đẩy mạnh và có nhiều hình thức sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia. Mặc dù tiếp cận với công việc mới được 2 năm, nhưng chị Ly luôn có ý thức và tích cực trong công tác, chịu khó học hỏi, năng động, linh hoạt, đồng hành cùng chi hội trong việc thực hiện hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ chính là chìa khóa để có được lòng tin, sự tin tưởng của các chị em phụ nữ, từ đó thực hiện tốt công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương. Tôi trước đây là công chức địa chính. Tại Hội đại biểu Phụ nữ xã Vi Hải khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Mới nhận nhiệm vụ, tôi gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ khi tuổi đời còn trẻ, chưa có kinh nghiệm công tác hội. Tôi trăn trở, suy nghĩ phải làm thế nào để đưa công tác hội và phong trào phụ nữ xã đi lên xứng đáng với sự tín nhiệm của các chị em phụ nữ. Khắc phục mọi khó khăn ban đầu, tôi đã dần dần bắt nhịp với hoạt động công tác hội. Bản thân luôn cố gắng gương mẫu, đi đầu tham gia các hoạt động của hội, phong trào phụ nữ, thường xuyên bám nắm cơ sở, gần gũi với hội viên để kịp thời có biện pháp hỗ trợ các chị em, đồng hành cùng các chi hội trong thực hiện các nhiệm vụ của hội. Nhờ đó, các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo các chị em phụ nữ trong xã. Dù thời gian công tác hội chưa nhiều, những thành tích đạt được so với các địa phương khác còn khiêm tốn, nhưng bài học lớn nhất tôi rút ra được là phải sự tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm thì nhiệm vụ có khó khăn đến mấy cũng sẽ hoàn thành. Để công tác hội và phong trào phụ nữ phát triển, khích lệ chị em tham gia sinh hoạt hội, chị Ly thường xuyên xuống bám nắm tình hình cơ sở, tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Năm 2023 đã thu hút phát triển được 22 hội viên mới, đạt 157% kế hoạch. Giới thiệu 11 hội viên ưu tú cho Đảng, đạt 275% mục tiêu. Theo chị Ly, hoạt động của hội tập trung phát huy nội lực, tiềm năng của phụ nữ ở chi hội, duy trì và phát triển nhân rộng các mô hình làm theo Bác, mô hình gia đình phụ nữ không mắc tệ nạn xã hội, tổ phụ nữ trồng rau sạch. Hoạt động bảo vệ môi trường được các chi hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên duy trì và nhân rộng các mô hình 50 ba sạch, xây dựng nông thôn mới. 7 trên 7 chi hội tham gia phát quang đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương phục vụ tưới tiêu được 86,2 km, tu sửa và lấp ổ gà được gần 1 km với 1.700 chị em tham gia, vận động được 9 hộ di rời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Khi được các chị
ở phụ nữ xã và xóm đến tận gia đình vận động. Gia đình tôi và nhiều chị em khác đã hiểu ra những lợi ích khi di rời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Mọi người đã cùng hưởng ứng. Gia đình tôi đã xây chuồng trâu mới được 2 năm rồi. Cảm thấy môi trường sống cũng thoải mái, sạch sẽ hơn rất nhiều so với trước. Khi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động phát quang, vệ sinh đường làng ngõ xóm, bản thân hội viên phụ nữ chúng tôi rất vui. Và tôi và các chị em thì rất nhiệt tình hưởng ứng cái phong trào này. Chị em chúng tôi đều đặn mỗi quý một lần thực hiện phát quang, dọn dẹp, vệ sinh trong xóm. Bám sát nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Phụ nữ các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với sự năng động, học hỏi, sáng tạo trong cách làm, chị Ly đã xây dựng được nhiều mô hình phù hợp với thực tiễn, tổ chức nhiều hoạt động, thu hút các tầng lớp hội viên, phụ nữ tham gia. Là người cán bộ trẻ, nhiệt tình, năng động và sáng tạo trong công tác hội phụ nữ, chị luôn sát sao với chi hội và luôn gần gũi với các chị em, luôn đồng hành sát cánh cùng chi hội, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm kịp thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong công việc, chị Ly luôn có tinh thần trách nhiệm cao và ý thức tự giác. Đó là nhận định của đồng chí Đàm Minh Thi, Bí thư Đảng ủy xã Phi Hải khi nói về chị Hà Tố Ly. Đồng chí Hà Tố Ly là cán bộ hội phụ nữ trẻ, năng động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đối với công tác hội và phong trào phụ nữ, thì với cương vị là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đồng chí Ly luôn luôn gương mẫu, đi đầu, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động của hội. Đặc biệt, thì đồng chí đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để thu hút chị em phụ nữ tham gia tổ chức hội. Đồng chí đã luôn luôn đồng hành, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Với sự đóng góp đầy trách nhiệm và tâm huyết của đồng chí Ly, thì trong những năm qua, công tác hội và phong trào phụ nữ của xã Phi Hải đã đạt được nhiều kết quả rất là tốt. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Hòa đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Cá nhân đồng chí Ly thì luôn luôn nhận được sự tin yêu và ủng hộ của chị em hội viên phụ nữ. Với sức trẻ ở tuổi 32 và sự nỗ lực nhiệt tình tâm huyết của chị Hà Tố Ly, năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phi Hải được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Hòa tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ. Bản thân chị cũng có thành tích đáng trân trọng khi đạt giải ba hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi tỉnh Cao Bằng năm 2023. Bằng những việc làm cụ thể và đóng góp của chị Hà Tố Ly, càng thúc đẩy chị em hội viên càng gắn bó hơn với tổ chức hội, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa. Không chỉ là người cán bộ hội năng động, nhiệt tình, đầy tâm huyết với phong trào phụ nữ và hoạt động hội, chị còn là người phụ nữ luôn quan tâm, gần gũi, chia sẻ với hội viên phụ nữ. Để chị em hội viên thực sự coi tổ chức hội là mái nhà chung ấm áp, từ đó có ý thức giữ gìn và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày đông giá rét, bên cạnh việc luyện tập và mặc ấm để tăng cường nhiệt lượng sưởi ấm cơ thể, thì việc lựa chọn thực phẩm cho gia đình bạn là vô cùng quan trọng. Mục kiến thức gia đình xin giới thiệu một số thực phẩm giàu dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch sẽ giúp bạn ấm áp suốt cả mùa đông. Tỏi. Ăn một tép tỏi sau khi đi ngoài trời lạnh về sẽ giúp bạn phòng tránh được bệnh cảm cúm. Tuy có chút mùi hương khó chịu sau khi ăn, nhưng tỏi được mệnh danh loại thực phẩm kháng sinh hữu ích với con người. Trà gừng. Tinh chất của gừng là sinh nhiệt nên giúp giữ ấm cho cơ thể. Cũng từ đặc tính này nên gừng còn có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường lưu thông máu. Cacao nóng. Một cốc cacao nóng cũng đủ khiến cơ thể ấm áp trong ngày đông giá rét. Bạn chỉ cần pha đường kẹo dẻo marshmallow, hai thanh sô-cô-la đen với sữa hạnh nhân rồi khuấy đều. Bắp cải.
bắp cải sẽ giúp cơ thể chúng ta chống lại những giá lạnh của mùa đông rất hiệu quả. Thành phần chính trong cải booster phải kể tới như chất xơ, phytonutrien, trong đó vitamin C chiếm 74,8mg. Mặc dù không điều trị hoàn toàn được những cơn sổ mũi, nhưng vitamin C lại nhanh chóng xoa tan chứng cảm lạnh. Ớt, quả ớt, một gia vị được chế biến trong những món canh hầm chứa hợp chất có tên là capsaicin, giúp hương vị món canh nhà bạn thêm cay, nóng, đậm đà, thúc đẩy quá trình trao đổi chất cũng như hạn chế sự tích tụ chất béo. Cháo bột yến mạch. Cháo bột yến mạch là thứ đồ ăn rất phù hợp khi mà thời tiết ngày càng lạnh dần. Loại cháo này được chế biến từ ngũ cốc nên giàu chất xơ, các loại protein từ thực vật. Do vậy mà chỉ cần ăn một bát cháo yến mạch cũng có thể giúp bạn có đủ năng lượng suốt một thời gian dài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.